Rồi, lulu lulu, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả nữa mà. Sau khi Khả đã lên xong từng đó là full xích đồ, cùng có xếp thành cốt mắt ọp. Em nhìn sâu qua, cùng có xếp thành cốt mắt ọp. Đó, áp hộ 50. Giá chiền thì chưa được đẹp lắm, giá chiền thì chắc bữa nào ép kháng cả năm nữa mà. Đó thì cầm ở đây 5 sẽ lên 10, nhưng mà cái đó phải ép này nè. Rồi, nhẫn thì 12-40, bao tây 25-40, 80 chó. Nón thì 25-40, 20 thân pháp, đa lưng thì 23-40. Đôi giày thì 40-40-24. Đó, rồi, một cái nọ tóc 30, sát thương 45-97%. Đó, này sẽ có thay đổi hướng đánh tống kim về đường môn cho anh em xem đỡ ngán nè. Đánh nhờ đang bữa dùng ok nè. Rồi, bây giờ thì Khai sẽ mua chuyển phái, Khai đổi gì cho anh em xem. Với là một lần đổi phái khoảng tầm 2.000 năm sâu như này. Tín vọng một phái, ok. Trước khi đó thì Khai sẽ cắt hết mấy cái đồ của rừng. Hiện tại Khai đang đi hướng nhờ đang đây mà. Full tương đối là 4 món tím. Nhưng mà bây giờ thì mình chơi đường môn vì đam mê nè mà. Mình sẽ đổi về đường môn như này. Mấy cái đồ thừa này có thể là mình sẽ đỡ từ từ lại tính xong. Rồi, bắt đầu ra. Bây giờ là đổi vì đam mê thôi mà. Đổi chơi đường môn vì đam mê thì sự thèm quá à. Thèm chơi đường môn quá à. Cái này bước bỏ này. Thèm dọn gọn gọn này. Thèm chơi đường môn quá rồi. Hôm nay gọi là chơi vì đam mê luôn á. Vậy chứ là mình mới buông tiêu nữa nè. Mới buông tiêu nữa là mình cũng thích chơi đường môn thôi mà. Đó. Cái đó là cái lý do thôi mà. Một mục tiêu rồi lên đường môn đánh nó nhất nắp được nè. Nó coi như là bộ trang bị khá ok chưa. Nó ra nè. Nó trang sức nè. Nó bây giờ vậy. Sức nè. Vậy chưa. Rồi đổi đường môn thôi. Với Khả của mình đổi cho đường môn nha mọi người. Làm với nhau tiến vọng một phái. Đầu server đến giờ là ngày hôm nay là 4 tháng rồi. 4 tháng rồi mới bắt đầu chơi đường môn nữa nè. Đầu server Khải chơi con lôn xong giọt đan xong con lôn xong lại quay lại giọt đan, giờ là bắt đầu mới gọi là chính thức chơi đường môn rồi. Đúng rồi, chính thức chơi đường môn rồi. Nỏ tiễn nè. Ok. Đó, anh em cùng chờ đợi xem thử sự thay đổi lần này đường môn sẽ như thế nào vào trận tống kim 21 giờ hàng ngày hay là buổi trưa. Có thể là buổi trưa đông đông khoảng 70-80 người thì có thể đánh đường môn được nha. Đó, nếu mà buổi trưa mà đánh tống kim khoảng tầm 40-70 bạn á thì có thể đánh đường môn được buổi trưa cho anh em xem. Rồi, con tiêu này. Nói chung là kiểu phải lên đảo nào anh em à. Cái này chắc chắn không có nào kích được. Rồi, kiểu phải lên đảo như này. Nó 60 á. À, chắc là như là không cần lên đảo là đỡ một lần đảo phải rơi vậy. Rồi 60 đúng không? 60 cái này là nè. Ủa, cái này còn phải lên đảo nữa mà. Nó thì ra đi vào nói thông pháp đường 10 nói. Ui, cái này mình sức mạnh quá nhiều. Ok. Lên đảo nữa mà. Kiểu mình đang định tận dụng một lần free lên đảo mà thôi. Cũng được. Mình phải lên đảo luôn. Rồi. Đó, chơi đường môn mà có bông tiêu nữa. Bông tiêu nữa nhức đất nè mà. Rồi. Tại điểm tìm đăng ký lên. Nói chung thì nói cho em biết thì chơi bị đam mê nè mà. Thực sự là rất thích chơi đường môn. Do mà không đủ điều kiện để lên ông bang thì mình chơi kiểu này nè. Đó. Ôi, thôn lý đúng 74 điểm rồi nè. Vãi nồi. Thôn lý 74 nè mà. Vãi cả trưởng chưa. Nước đậu. Thử lý thiếu một điểm nè mà. Vãi nồi. Đây, anh em xin sâu qua. Má thiếu đúng đôi giày, ông thiếu đúng là lưng. Bạn chân là tia sét đó. Rồi, dạ thôi, sẽ đồ 80 chó, 120 chậm nha nam. Đó, này đi được quậy tống kim là ok nè mà. Đó, ok chưa. Đó, ok. Rồi, tại điểm tăng điểm chuẩn nha, nên xem mà. Tạo giờ hết dòng phiền, hết dòng. Ủa, 23 sức kim, quá dữ. Em phải sẽ tăng mắt hướng này nọ luôn. Còn thực lực tay bao nhiêu vậy? Hiện tại Khải đang có 3 skill 90 vậy nè. Rồi. Tiền ra không tốn tiền. Mát hết đường môn mà. Cứ là tốn tiền mát hết nha nè. Tâm nhãn trong phái.
Rồi dư dư điểm nhiều chưa? Ở đây đây, Thiên La Địa Vong ở đây chứ. Ok. Nói chung là nếu mà sách tình chơi sau này có thay vào tay thủ lý làm chậm nè, thay vào tay thủ lý làm chậm. Còn nhận này chẳng mang 40 chó kháng hỏi, nhưng mà đường kháng hỏi yếu. Nó hỏi tầm này mới có năm mấy rồi. Ừ, này nó mắc bom chứ. Mắc bom lôi là chắc chắn rồi nè mà. Mắc bom lôi nó đi phụ bạn đặt bom cũng hay á. Nếu mà đi hoạt động không cầm được môn thì mình sẽ chuyển qua con thiếu lâm, mình cầm hoạt động của Nam, hoặc là mình chuyển cái môn hoạt động cũng ok mà, đúng không? Rồi, thừa là ít điểm. Rồi, thừa là 2 mấy điểm, 14 điểm biết làm gì đâu. Rồi, giờ ta hướng qua tìm đăng lại. Tìm đăng thì mình sẽ tăng cái nỏ này, chọn sức mạnh 60 đó thay ra thì vào. Hoặc là mình có thể lượm thêm một cái nhẫn hiệp cốt. Thôi, không tăng sức mạnh đi. Được sức mạnh vậy đi. Rồi thần pháp đi. Thần pháp mình sẽ tăng, có thể nói là máu mình tăng tầm 5k nữa mà. Máu phần 5k là ok. Nước lên nổi 5k. Máu chắc là 4k rồi, 5k không đủ nữa mà. Rồi, lập tay. Thằng phù tay cuốn vào xương nữa. 4k. 4k hơi phèn nha. Thì mình thấy là thằng lên 4k rưỡi à. 4k rưỡi máu à. Thôi, khỏi tăng sức mạnh nữa mà. Không có cần tăng sức mạnh nữa. Vì cái nỏ thay ra thay vào thì mang thêm một cái nhẫn hiệp cốt nữa. Anh thay ra thay vào rồi. Anh có một nỏ hút mà. À, thì sẽ còn lao em vứt anh cái nhẫn hiệp cốt 15-16 điểm rồi đây. 16 điểm nè. 16 điểm anh tròn 60 rồi anh thay cái nỏ hút á. Em có online. Vứt anh có một cái nỏ. Máu chất khoảng tăng hiện tạo giờ khoảng không. Khả gì lấy cục sinh lực. Ôi tính ra khó nha. Sinh lực 200. Khó nha. Máu tăng gì đó. Lực tay trong khoảng tầm 8-7. Lực được 8-7 không nè. 8-7 là mất đẹp luôn nè. Thêm một cái phi phần kỹ năng nữa. Lực tay là 9-4 á. Không nữa. 8-4, 8-3, 8-3, 6-9. Ồ, không nói luôn. 6-8. Rồi, 6-8. Định tình 6-9-8-4 rồi. 6-9-8-4 đi. 6-9-8-4. 6.9 6.9 8.4. Ê, lộn rồi. Còn 630. 630 điểm. Anh này chưa mắc tại từ kinh nữa mà. Chưa mắc tại từ kinh nữa. Mắc tại kinh điểm nữa. Chưa mắc tại từ kinh nữa mà. Chưa cánh cung nào. Anh này khai chưa cánh cung nào luôn á. Rồi, ok. Rồi, máu 4.4. Đang định lên 6.9 mà thôi nè. Đồng máu cao cao tới nhưng máu thấp quá. Giờ chết. Đôi tay to lại. Chụp má sáng xuống nha. Lâu quá rồi mới cầm lại đường môn nè mà. Chúng nó tu à. Trên người dùng. Người dùng. Lâu quá mới đúng đường môn nè. Hơn 4 tháng mới rồi mới cầm lại đường môn nè mà. Hơn 4.400 trong 4.200 buồn. Mana 25, mana 35, 35, máu 75, 75. Chiêu thức bao dù là ho. Chụp auto mình lắc quá. Bao dù là ho. Mờ auto. F2. Okay. Con này cầm buôn máu hết sải luôn. Phi phong á? À? Ừ, hiện tại chưa tính phi phong này. Phi phong lượt tay 9 cái máy á. Lượt tay khá to á. Nên là muốn bắn bắn cao cao tí. Tầm này vô ngay 10 máu cũng tầm đi với ngay 10 chiếc máu cũng được. Bèo bèo cũng được 6.5-7k. Cũng được. Trong đi với set hiệu cốt thì thực sự là nó không hiệu ứng kháng bao nhiêu đâu mà. Vì giao truyền không kháng kháng cả này. Nên là hiệu ứng kháng nó hơi thấp. Nhưng mà đam mê đường môn đâu mà. Là bây giờ phải chuyển là đánh ít hồn phải đánh tống kim cho anh em xem cho vui. Đó, nói chung là đam mê đường môn cũng không có gì hết. Đánh chân chán thì chuyển một cụm lôn như nè. Cái gì đó, đánh chân chán chuyển một cụm lôn. Rồi,
cũng xịn đồ ok luôn rồi. Đó, cái nỏ này thấy cũng đẹp đẹp mô trên luôn. Đó, quá ok luôn. À, có một cái nỏ hút nữa, đang đợi mấy cậu lon, tiếp là lấy cái nỏ hút đi chân thôi. Cũng ok mà. 5%. Ôi sao tù lắm. Này kèm ngày mày chụp nó quấn nhức nách luôn. Ngày mày chụp khỏi thiếu lâm ơi, bỏ thiếu lâm ra ngoài. Ngày mày chụp được. Ngày mày chụp năm độc, ngày mày búp nhức nách luôn. À ok. Xuống đảo nha nè. Lấy một con nào hút bỏ qua cho nó nữa xong. Nó có lên gì đây. Lên xanh. Rồi xuống đảo. Rồi anh em theo dõi video đừng quên nữa là cho Khảo like, chia sẻ, ủng hộ chơi nữa mà. Bây giờ phải xuống đảo rồi. Những hôm đánh tung kim giao lưu chơi nha. Đánh đường môn thì xác định sẽ đi bất lẻ nhiều nữa mà. Còn tuần nào mà giao tranh hội đồng mà tốt tốt á thì đứng giao tranh luôn. Còn mà nếu mà giao tranh kém quá là bỏ, không đánh được. Rồi đây là khỏi đảo. Rồi hẹn anh em ở những video tiếp theo nè mọi người. Bây giờ Khải sẽ lấy cái nỏ và cho đi chăn nè mọi người. Đó, sau khi đó đứng bôi thì ok. Dòng tóc ông chủ rồi các kiểu. Mấy dữ.